thông báo khẩn cấp ai nhìn thấy loại cây này thì kịp thời báo lại cho chúng tôi dưới phần bình luận. Hiện nay các đại gia trên thế giới đang săn lùng giáo giết, được cho là có thể mang lại may mắn cho gia chủ khi chạm vào nó. Đây là cây có tiền, hiện tại giá của nó là vài nghìn USD.